Trong bài học hôm nay, mình sẽ giúp các bạn sử dụng công cụ Ecotech để có thể xác định cái hướng nhà phù hợp nhất để có thể xây dựng công trình. Đây là file dự án của chúng ta và hiện tại nó đang được thiết lập. Vị trí xây dựng là thành phố Nice của nước Pháp. Thì các bạn có thể xác định cái hướng nhà xây dựng phù hợp bằng cách các bạn kích vào tool và sử dụng công cụ Weather Tool. Ở đây nó sẽ có các cái thông số của thành phố Nice của Pháp. Thì các bạn có thể kích vào Solar Pole Station và sử dụng công cụ Best Orientation Station. Đấy. Ở đây thì công cụ này sẽ cho phép các bạn xác định cái hướng nhà phù hợp với cái thành phố Nice này. Thì đầu tiên các bạn sẽ lựa chọn cho mình đâu là tháng nóng nhất và đâu là tháng lạnh nhất. Màu đỏ sẽ là nóng nhất, còn màu xanh sẽ là lạnh nhất. Thì ở đây thì chúng ta có thể chọn tháng nóng nhất, ví dụ như mình chọn tháng 6, tháng 7 và tháng 8, mình sẽ bỏ tháng 9 đi. Đấy. Tháng lạnh nhất mình sẽ cho tháng 11, tháng 12, tháng 1 và mình sẽ bỏ tháng 3 đi. Đấy, như thế này chẳng hạn. Sau đấy mình sẽ thấy các thông tin như ở đây. Đấy, cái ngày, cái khoảng thời gian nóng nhất và khoảng thời gian lạnh nhất ở đây. Sau đấy các bạn có thể kích vào OK. Ngay lập tức phần mềm sẽ tính toán cho chúng ta đâu sẽ là cái hướng nhà tối ưu nhất để các bạn có thể xây dựng công trình. Và đây, màu vàng Best sẽ là cái vị trí là nghiêng một góc 175 độ so với hướng Bắc. Đấy, và cũng đồng thời nó sẽ cho chúng ta biết cái hướng tệ nhất, đó chính là hướng 85 độ theo hướng Bắc. Sau khi xác định được hướng xong, phải ví dụ như ở hướng 175 độ này, các bạn sẽ tắt cái công cụ Weather Tool đi và các bạn vào Project. Đấy, như lúc nãy thì hướng tốt nhất là hướng 175 độ thì các bạn có thể điền vào đây. Đấy. Và các bạn quay trở lại dự án chúng ta thì ngay lập tức cái mô hình của chúng ta nó sẽ được cập nhật và nó xoay một góc 175 độ so với hướng Bắc và các bạn có thể bật bóng đổ lên. Đấy. Mình thử xem 3 giờ chiều nó sẽ bóng đổ như thế nào. Đấy. Bạn thấy bóng đổ sẽ như thế này. Thì đấy là các công cụ của Ecotech có thể giúp các bạn xác định một cách tự động cái hướng nhà xây dựng cho cái công trình của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.